Lợn bản địa, một đối tượng vật nuôi với nhiều ưu điểm vượt trội như dễ nuôi, ít dịch bệnh, giá bán cao, đầu ra ổn định. Những năm qua, nuôi lợn bản địa gắn với sản phẩm OCOP đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, góp phần bảo tồn, duy trì, phát triển nguồn gen giống lợn quý, từ đó tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh, góp phần phát triển chăn nuôi lợn bản địa ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, việc nắm chắc kỹ thuật nuôi là điều tiên quyết để chăn nuôi lợn bản địa thành công. Chợ Việt OCOP, một điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh, được công ty Thiên Thuận Tường thành lập năm 2020 với rất nhiều sản phẩm OCOP của các địa phương. Trong đó có hàng chục sản phẩm bày bán được sản xuất tại công ty với nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng như thịt lợn hướng Nạc, trứng gà Ai Cập và nổi bật là thịt lợn hương, lợn móng cái bản địa. Những sản phẩm được chăn nuôi an toàn, minh bạch nguồn gốc xuất xứ từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Về nấu gia đình ăn cũng rất là đảm bảo. Mà thực tế là ăn là mọi người và các bảo nhau là nó rất là ngon vì nó sạch, lợn sạch xuống đây thì lại nó có rõ nguồn gốc xuất xứ quen rồi mà giá cả thì lại rất là hợp lý. Công ty chúng tôi tự sản xuất ra các sản phẩm đạt các đủ các tiêu chuẩn Việt Gáp cũng như là OCOP và liên kết với các hợp tác xã cũng như các hộ chăn nuôi để đảm bảo có những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Hiện tại cửa hàng của công ty chúng tôi có hai sản phẩm đặc biệt, đó là thịt lợn hương và thịt lợn hướng Nạc, được sản xuất theo quy trình khép kín với các quy trình nghiêm ngặt về con giống cũng như thức ăn. Hiện Thiên Thuận Tường là đơn vị giữ giống gốc lợn móng cái và nhiều giống lợn quý khác cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong về phát triển chuỗi OCOP ở Quảng Ninh, trong đó có lợn bản địa. Thiên Thuận Tường đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, nhờ đó bảo vệ thành công đàn lợn trước dịch bệnh, giúp ổn định chăn nuôi, góp phần gia tăng nguồn cung thực phẩm. Bắt đầu từ năm 2011 thì là doanh nghiệp được nhận nuôi các sản phẩm mà đưa từ khai thác và đưa từ nước ngoài về. Và năm 2017 trở lại đây thì chúng tôi là doanh nghiệp nuôi giữ những cái sản phẩm giống gốc của Bộ Nông nghiệp giao nhiệm vụ. Ví dụ như lợn móng cái, lợn hương và một số lợn ngoại thì chúng tôi cũng làm rất là tốt, cũng nhân được cái đàn vật nuôi lên rất là nhiều và cung ứng ra thị trường. Các tỉnh lân cận của Quảng Ninh cũng như là trên địa bàn cả nước cũng rất là nhiều, thậm chí là đưa tận vào tới đồng bằng sông Cửu Long. Chăn nuôi lợn bản địa là ngành kinh tế hiệu quả tại các vùng nông thôn ở nước ta. Trước tình trạng thị trường tiêu thụ ngày càng khắt khe, việc nuôi lợn bản địa an toàn gắn với sản phẩm OCOP sẽ giúp người chăn nuôi nâng cao chất lượng, mở rộng đầu ra sản phẩm, hướng tới chăn nuôi bền vững. Sau đây, tiến sĩ Nguyễn Thu Quyên, khoa chăn nuôi thú y, Đại học Nông lâm Thái Nguyên sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi lợn bản địa hiệu quả. Để có được giống lợn chất lượng thì phải lựa chọn những con giống đạt tiêu chuẩn. Khi chọn giống, bà con cần chú ý đến nguồn gốc xuất xứ của giống và có giấy chứng nhận của Bộ Y tế một cách rõ ràng. Chọn lợn nái sinh sản thì bà con cũng lưu ý là chúng ta nên chọn những cái con lợn mà cái đầu của nó phải thanh, đầu thanh, thân hình của nó phải trông nó rất là chắc chắn và nó gọn thôi, không được quá béo và cũng không được quá gầy. Lưng của lợn nái thì không được quá võng, vì khi mà quá võng ấy thì trong cái quá trình mà mang thai ấy thì bào thai nó sẽ nặng thì làm cho ảnh hưởng đến cái bộ cơ thể của con mẹ. Chọn những con mà cái hông của nó ấy là phải nở to, bốn cái chân cũng phải là chắc chắn.
Vì khi mà mang thai thì cái trọng lực bào thai có thể là dồn xuống các cái đôi chân. Thế nên là nếu như mà bà chân mà không chắc chắn ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mang thai của lợn mẹ. Phải chọn những con mà nó da nó mỏng và lông nó không được quá dày, không được sơ sát quá. Đối với lợn nái chuẩn đây ạ, thì chúng ta nên chọn là từ những con lợn nái có khoảng từ 12 cái vú trở lên để mà thuận lợi cho cái quá trình mà cho lợn con bú. Chu kỳ lên động dục của lợn là 21 ngày, thời gian động dục kéo dài từ 3 đến 5 ngày, thời điểm phôi giống thích hợp vào cuối ngày thứ 2 hoặc đầu ngày thứ 3 tùy theo giống tuổi, cho nên cần theo dõi biểu hiện của lợn lên giống. Bỏ qua 1 đến 2 lần động dục đầu tiên vì cơ thể chưa hoàn thiện, trứng dục ít, phôi giống, đậu thai hiệu quả thấp. Hàng ngày ấy, thì chúng ta nên quan sát từ khoảng 5 đến 6 giờ sáng và 4 đến 5 giờ chiều, vì thời điểm này là cái thời điểm mà cái biểu hiện động dục nó rõ ràng nhất. Cơ quan sinh dục nó chuyển từ cái dạng màu hồng sang hồng nhạt, và chúng ta nhìn thấy rằng là ở những cái giai đoạn ngày đầu tiên mà lợn động dục ấy, thì sẽ có những cái dịch nhớt, là dịch trong. Nhưng mà đến cuối ngày thứ hai thì cái dịch đấy nó sẽ trở lên keo đặc hơn như là cái nhựa chuối. Và lúc này ấy là cái màu sắc của cái âm hộ ấy là bắt đầu là nó sẽ trở thành cái màu hồng nhạt, và cái âm hộ là nó sẽ có cái hiện tượng là nhăn vào. Và khi mà bà con dùng tay vuốt từ các cái núm vú ở phía cuối lên trên cái hông của con lợn ấy, mà con lợn nó có cái trạng thái đứng yên, thì lúc đấy là chính là cái thời điểm mà con lợn nó đã chịu đực. Thế còn khi mà bà con mà sờ vào người của con lợn mà con lợn nó vẫn đứng xa ra, vẫn có một cái phản xạ là đẩy tránh xa ra, thì lúc đấy là cái thời điểm mà con lợn chưa chịu đực. Chuồng trại cho lợn ấy thì nó sẽ có những cái lưu ý như thế này. Thứ nhất là cái việc chúng ta phải lựa chọn hướng để xây dựng chuồng trại, để làm sao đảm bảo là nó phải ấm áp vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè, để tránh chọn những hướng ví dụ như là hướng đông bắc thì nó sẽ rất là lạnh, có gió mùa đông bắc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhiệt của chuồng nuôi, và có thêm gió kéo theo gió ấy, thì nó sẽ làm cho con lợn, đặc biệt là lợn con, thì nó sẽ hay bị lạnh và nó sẽ bị các cái bệnh liên quan đến tiêu chảy. Chúng ta lựa chọn những cái vật liệu, các cái nguyên vật liệu để thiết kế chuồng ấy, làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện của mình. Bà con có thể tận dụng được các cái nguyên vật liệu của địa phương, ví dụ như là gỗ, là tre, là gạch, là đá, vân vân như vậy. Nhưng mà làm sao đó chúng ta phải chọn những cái vật liệu mà nó đảm bảo nó có cái tính dẫn nhiệt thấp, để nó không bị ảnh hưởng đến cho lợn trong cái quá trình mà nó phát triển ở trong chuồng nuôi. Và nếu như có điều kiện thì bà con có thể đào những cái hồ nhỏ, xây những cái hồ nhỏ bên trong cái khuôn viên của cái bãi chăn thả ấy, để cho lợn nó có thể xuống đấy để nó tắm này, và nó lên trên bờ thì nó có thể phơi nắng, thì đấy cũng là một cái để cho con vật nó được tiếp cận với cái môi trường ở bên ngoài, thì tăng cái sức đề kháng cho con vật, thì đấy cũng là một cái rất là tốt. Thiết kế chuồng trại chăn nuôi lợn bản địa, bà con cần đảm bảo các yêu cầu sau. Hướng chuồng trại tránh hướng Tây để lợn tránh được ánh nắng gay gắt trong những ngày hè. Chuồng nuôi có mái che mưa che nắng cao trên 2,5m, nền đất tự nhiên có độ dốc 2-3%, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, tránh mưa tạt, gió lùa. Có độ thoáng mát và sạch sẽ giúp vật nuôi có môi trường sống tốt, thuận lợi cho sự phát triển. Có cửa ra vào đủ rộng, mái che chắn chuồng đầy đủ. Nên xây dựng chuồng lợn liền kề nhau, có khoảng cách giữa các cửa ra vào để dễ dàng theo dõi và chăm sóc cho cả đàn. Xây chuồng tại các vị trí cao ráo, tránh tình trạng bị ngập nước vào mùa mưa. Chuồng đảm bảo cung cấp đầy đủ ánh sáng và khí oxy.
Đặc biệt, lợn bản địa có lối sống hoang dã nên khi xây chuồng diện tích phải rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện cho lợn sinh trưởng và phát triển một cách tốt nhất. Có hệ thống rào chắn chắc chắn, khu vực sân chăn thả cho lợn vận động. Thức ăn và khẩu phần thức ăn bao gồm thức ăn xanh tươi, cỏ, cây các loại, thức ăn tinh, hạt ngũ cốc, củ quả, mầm cây, rễ cây các loại, muối khoáng như cho bếp, đất sét, hỗn hợp đá liếm. Khẩu phần thức ăn cho lợn bản địa thông thường 50% là rau củ, quả các loại, có thể sản xuất tại trang trại, 50% là cám gạo, ngũ cốc, các loại hèm bia, bá đậu. Mỗi ngày cho ăn 2 lần sáng chiều. Một con lợn lai trưởng thành tiêu thụ hết khoảng 2 đến 3 kg thức ăn các loại. Lợn ăn thức ăn xanh tươi, ít uống nước, tuy nhiên cũng cần có đủ nước sạch và mát cho lợn uống tự do. Hàng ngày phải vệ sinh chuồng trại, dọn bỏ thức ăn thừa, rửa sạch máng ăn, máng uống. Chúng ta có thể tự phối trộn hoặc là bà con có thể mua thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc là thức ăn đậm đặc, sau đó thì chúng ta có thể trộn theo cái tỷ lệ mà nhà sản xuất người ta đã hướng dẫn, thì chúng ta cho lợn ăn và chúng ta nhớ rằng cứ 50% thức ăn là thức ăn tinh, còn lại là 50% còn lại là thức ăn thô xanh thì chúng ta có thể để sử dụng để chúng ta nuôi cái lợn bản địa này, vì lợn bản địa nó cũng không khắt khe về thức ăn. Nếu như chúng ta chăm quá tốt thì con lợn nó sẽ rất là béo và như vậy thì cái nó không phù hợp với cái thị hiếu của người tiêu dùng. Lợn bản địa sinh sản tự nhiên quanh năm, vấn đề cơ bản là theo dõi biểu hiện lên giống và xác định thời điểm phối giống thích hợp. Thời gian mang thai 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày, 114 đến 115 ngày thì đẻ. Đối với lợn nái mang thai, 2 tháng đầu mang thai cho ăn khẩu phần thức ăn bình thường, rau, củ, quả, hạt, ngũ cốc các loại. Có thể bổ sung thêm thức ăn tinh hỗn hợp 15 g muối, 20 g khoáng mỗi ngày. Sau 2 tháng đến khi đẻ, cần thiết phải bổ sung thêm thức ăn tinh giàu dinh dưỡng, nhất là đạm, khoáng, sinh tố. Ngày lợn đẻ có thể cho lợn ăn cháo loãng, ít muối, ít rau xanh để đề phòng sốt sữa. Lợn mang thai nên nuôi riêng để tiện chăm sóc nuôi dưỡng. Chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị cho lợn mẹ khi mà chuẩn bị đẻ, và trong cái quá trình mà lợn mẹ sinh đẻ ấy, thì chúng ta phải có cái biện pháp can thiệp kịp thời khi mà lợn, nếu như là lợn đẻ khó, và đối với lợn con khi được đẻ ra luôn luôn phải có người túc trực ở bên cạnh để mà làm các công tác hộ lý kịp thời cho lợn con, ví dụ như là lau các cái rớt dãi này và bấm đuôi này hoặc là bấm nanh này, luôn luôn duy trì cái nhiệt độ úm cho lợn con để cho lợn con nó không bị rét, không bị lạnh. Lợn con mà bị lạnh là sẽ bị rất dễ bị nhiễm khuẩn và bị tiêu chảy. Trong khoảng thời gian là 30 phút sau khi mà lợn con được sinh ra thì chúng ta nên là cho lợn con được bú sữa mẹ càng sớm càng tốt. Lợn mẹ sinh ra khoảng độ từ 13 cho đến 17 con chẳng hạn. Thế thì cái số vú đấy thì chúng ta phải ưu tiên những cái con nào mà nó còi cọc này, nó nhỏ thì chúng ta phải cố định cho nó bú ở những cái đầu vú ở hàng trên. Lợn con mà khỏe mạnh và lợn con đạt tiêu chuẩn để nuôi ấy, thì thường là phải đảm bảo cái trọng lượng theo tiêu chuẩn của giống. Quan sát ấy là nhìn thấy cái biểu hiện của nó rất là linh hoạt, nhanh nhẹn. Đấy, lông của nó rất là mềm và nó mượt. Đấy. Lợn con được 1 tháng rưỡi đến 2 tháng tuổi đã cứng cáp, ăn được thức ăn do con người cung cấp thì cai sữa, tách bầy làm giống. Hàng ngày nên cho lợn con vận động và tiếp xúc gần gũi với con người. Đối với cái lợn bản địa này thì do cái khối lượng của nó lúc sơ sinh ấy là nhỏ hơn so với các cái giống lợn lai hoặc là lợn ngoại. Thế nên là chúng ta cũng có tùy theo tình hình thực tế, tình hình sức khỏe và cái điều kiện thời tiết của khí hậu thì chúng ta sẽ quyết định xem là cái thời điểm mà tách mẹ ấy là vào thời điểm nào. Thì thường trong thực tế hiện nay ấy, thì đối với lợn con bản địa ấy, thì thường là chúng tôi sẽ nuôi kéo dài thêm khoảng từ 21 đến 28 ngày, thậm chí là kéo dài đến khoảng 35 ngày. Thank you.
chăm sóc nuôi dưỡng tốt, ăn uống sạch sẽ, thức ăn đảm bảo vệ sinh và giá trị dinh dưỡng, chuồng trại luôn sạch sẽ, cần áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học như vệ sinh sát trùng chuồng trại, cách ly khu vực chăn nuôi với các khu vực xung quanh, định kỳ tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm như phó thương hàn, dịch tả, lở mồm long móng, E. coli, dại theo đặc điểm dịch tễ học của vùng và quy định của cơ quan thú y. Sau mỗi một nuôi lợn ý, thì bà con cũng phải lưu ý là chúng ta phải vệ sinh sát trùng, tiêu độc khử trùng chuồng trại thật là sạch sẽ, an toàn, vì bản thân là các cái mầm bệnh nó có thể là nằm tiềm ẩn ở trong, bám ở các cái kẽ của khe chuồng. Thế nên là chúng ta phải vệ sinh và đảm bảo cái thời gian tiêu độc khử trùng thì chúng ta lại vào một lứa lợn mới. Bà con cũng lưu ý là chúng ta căn cứ vào tình hình dịch tễ của các cái trại chăn nuôi của mình thì chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ sử dụng những cái loại vaccine nào. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con là chúng ta nên thực hiện đầy đủ cái quy trình vaccine theo tiêu chuẩn thú y đã công bố. Khi thời tiết thay đổi hoặc trạng thái sức khỏe đàn lợn có biểu hiện bệnh, cần thiết phải bổ sung kháng sinh vào thức ăn hoặc nước uống cho lợn theo quy trình. Dùng thuốc 3 ngày, nghỉ 7 hoặc 10 ngày, rồi dùng tiếp 3 ngày. Cứ thế cho đến khi đàn lợn trở lại bình thường với liều phòng chỉ bằng 1/2 đến 1/3 liều điều trị. Khuyến cáo bà con là ngay từ giai đoạn đầu mà chúng ta nuôi lợn thì chúng ta nên sử dụng, tăng cường cái việc là tăng cái sức đề kháng cho con vật bằng cách là sử dụng các cái loại kháng sinh bằng thảo dược. Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái men vi sinh bổ sung vào thức ăn cho lợn để tăng cái khả năng tiêu hóa, cải thiện đường tiêu hóa cho con vật, và đấy cũng là một trong những cái biện pháp mà giúp tăng cái sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch trong cái cơ quan tiêu hóa cho con lợn. Để mà sử dụng cái men vi sinh ấy thì có rất nhiều cách để bà con có thể sử dụng. Thứ nhất là bà con có thể sử dụng men vi sinh bằng cách là pha vào nước để cho lợn uống, hoặc là chúng ta có thể bổ sung trực tiếp vào thức ăn. Với việc kiểm soát chất lượng con giống đến chăm sóc phòng bệnh theo quy trình nghiêm ngặt, cùng với sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với sản phẩm OCOP trong tiêu thụ sản phẩm, bà con sẽ có được mô hình nuôi lợn bản địa hiệu quả và bền vững.